Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 28 tháng 10, vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ ngày 28 tháng 10, địa điểm tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40-50 giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới từ 16 giờ ngày 28 tháng 10 đến 16 giờ ngày 29 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có trình độ mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 29 tháng 10, địa điểm tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7-50-60 giờ, giật cấp 9. Vùng gian nguy trên biển Đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo từ 16 giờ ngày 29 tháng 10 đến 4 giờ ngày 30 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có trình độ mạnh lên thành bão. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo từ 4 giờ ngày 30 tháng 10 đến 16 giờ ngày 30 tháng 10, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 16 giờ ngày 30 tháng 10, địa điểm tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng hồ ven bờ các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-60-75 giờ, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo từ 16 giờ ngày 30 tháng 10 đến 16 giờ ngày 1 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Độ rủi thiên tai cấp 3. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sao có trình độ mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông và vùng hồ phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sao tăng lên cấp 8, giật cấp 10, hồ động rất mạnh. Từ ngày 30 tháng 10, ở vùng hồ ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, hồ động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng hồ từ Quảng Trị đến Quảng Nam, trong đêm 28 tháng 10 và từ ngày 30 tháng 10 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, hồ động. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 đến 31 tháng 10, ở các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to, tổng lượng mưa 300-400 đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600 đợt. Từ ngày 31 tháng 10 đến 2/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tầm thường 200-300 đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500 đợt. Các chuyên gia của Trung tâm cảnh báo, từ ngày 4 đến 5 tháng 11, mưa lớn có trình độ hiện ra quay về ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 10, trên các sông thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên trình độ hiện ra một đợt lũ diện bát ngát với mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên các sông suối nhỏ tuổi và thượng lưu các sông lên trên mức báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tổng thể tại các khu vực trên. Dự báo thời tiết đêm 28 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có trình độ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng sủa sớm trời rét, độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ cờ, vùng núi 14-17 độ cờ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ cờ. Tại thủ đô Hà Nội đêm mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ cờ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven hồ cấp 4. Trong cơn dông có trình độ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời rét, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ cờ, phía Bắc 18-20 độ cờ. Các tỉnh, đô thị từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 64-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ cờ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 45-96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 19-22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C.